Bây giờ tôi trả lời cho người có tên Kimi. Chị ơi xem lá số hộ em. Có phải em là mẹ đơn thân không chị? Em mới phát hiện em có thai. Nhưng bị người nam chơi bỏ rồi. Chị xem em sinh xuân sẻ không? Và em với nam như vậy có sự trùng trùng phùng không? Hạn có con, hạn hệ sự có trùng khớp với nhau không? Hiện giờ em buồn suy sụp lắm. Mong chị hữu duyên cho em sớm. Em sinh ngày 28 tháng 12 năm 1987 dương lịch. Lúc 3 giờ 30 sáng. Còn người nam sinh ngày 6 tháng 11 năm 1985 dương lịch giờ dần. Chị xem khi sinh con em và là, và người nam có sự trùng phùng hay không. Em không muốn làm mẹ đơn thân lần đầu em mang thai. Em cũng buồn khi con mình không có cha, hiện giờ em rối quá. Trước đây em rất khó khó mang thai dù không ngừa. Nhưng mới gặp anh chàng này có một tháng mà dính bầu. Người nam này không nhận chị ạ. Em không có mẹ, nhà em đơn độc, chỉ có em và bố. Giờ lại vướng cảnh này gia đình chưa em ai biết. Chị xem giúp em, cho em lời khuyên cho em biết chút về con đường phía trước mà liệu tính cho mình em suy sụp tinh thần lắm. Em chờ chị hữu duyên. Thì đi vào cái lái số của cái người cái cô Kim My này á thì là cô là tuổi là, là tuổi đinh mão mà mệnh đóng ở cái thế tang tuế điếu tức là mệnh đóng thiên đồng hóa quyền tướng quân ngộ tuần cái cái cung quan lộc thì đóng cơ âm ở cung dần mà cũng là cung an thân luôn. Ở đấy có hoa lộc hoa khoa. Rồi cái cung uh, tài bạch thì đã thì có con thiên lương. Cung ngọ đó thì có văn xương thiếu âm lộc tồn. Thì bây giờ cái, cái còn cung phu quân thì đóng ở cái cung vô chính diệu ở cung vô trinh diệu và công thân đó mà có trong tam hợp ở cái thế cự nhật thì thì cô này có hỏi cái lá số này đó thì tôi cũng hơi khó trả lời bởi vì tôi đâu phải là một nhà tâm lý học đâu mà trả lời những cái câu hỏi của cô mà vừa mới nêu nêu ra khi hồi nãy tôi đọc đó thì tôi chỉ đứng ở cương vị một người mà luận đoán tử vi thì tôi giải cái gì theo tử vi thôi còn tâm lý thì tôi sẽ, tôi sẽ không thể không có cái ăn nói theo những những nhà tâm lý học cho nên đôi khi có những cái có gây sự buồn lòng thì chỉ thông cảm thì bây giờ đi vào cái lá số của cái người này và cái lá số của người nam thì thật sự ra nó cái cái lá số của mình là làm là là đúng hơn bởi vì cái số của mình thì mình coi mình sẽ cái con người nam thì đâu có liên quan gì ở đây mặc dù là cái cái số cái hai người này á thì cái 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 cung mệnh của anh chàng này á, cung mệnh của cái cái cô Kim My đó thì của hai người ở thế đều ở thế thiếu âm hết, mà cũng có cái tư tưởng nó giống nhau nữa, nghĩa là nghĩa là mà cái sự mà suy xét nó không có được chín chắn và hay thay đổi hay định kiến, cứ nay thế này mai thế kia, thế nhưng mà người nam á thì thì cái cung an thân của này có bộ song hao linh tinh thì nha cũng ăn chơi ăn chơi nhưng mà ở cái thế uh, trực phù tức là cái thế mà kêu là hơi vụng về mà để bị tiệt thòi á mình làm thì mình chịu thì, thì bên kia thì cái thì, thì cũng là cái thế ấy. ở tiêu âm thì nha cũng, cũng dễ nghe lời nghe lời vậy thôi còn cái công tử hai bên á thì nó cũng có cái bộ sao nó giống nhau nó đâu có khác gì rồi cái cái công thê của cái cái số người nam này thì lại cũng thật sự ra thì nó cũng có cái bộ cự nhật thì cái bên cưới công phu của cô kia thì cũng có bộ cự nhật thì trông thì có vẻ nó giống nhau lắm đó, chứ không phải không đâu nhưng mà cái công thê của cái anh chàng nam này là người là ở cái thế tốt Nên là cũng cũng có sống thì cũng, cũng cũng vui vẻ hòa thuận lắm nhưng mà cái nhưng mà cái người vợ này cũng lắm miệng lắm mà cũng không có không có vừa gì đâu. Hay lấn lướt từ chồng lắm. Thành ra bây giờ mình để trở lại cái lá số của cái 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 người cái cô Kim Vy này thì, thì giữa cái cung thê và cung phu thì nó cũng hai bên đều có bộ cử nhật, cung tử thì hai bên thì cũng có bộ cũng sát tình đó nó nó, nó, nó cũng sát phá liêm tham nó cũng giống nhau đó trùng hợp thì có trùng hợp thiệt nhưng mà với điều kiện mà cái, cái 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 cô này hỏi là là sợ con không có cha với điều kiện anh chàng kia đó là đã có vợ rồi đã có hay là đang có mà mình là người thứ hai tiến tới với họ tới cái anh chàng người chồng mình mình muốn đó thì mới thì thì mới được còn nếu cái người chàng trai mà đến với mình lần đầu tiên đó thì hoàn toàn thất bại bởi vì cái cung quan lộc mà lại cung an thân của mình đó mà lại vướng phải và cái con cái con triệt thầm đó đó thì đương nhiên là nó báo nó báo rằng là người khi mà giao tiếp giữa nam và nữ khó giữ được cái tự, cái, cái, cái danh tiết của mình lắm bởi vậy đó phải muộn đường chồng con còn nếu không chịu không chịu mà làm người thứ hai đó thì khó mà 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 mà, mà, mà vui vẻ được và cũng mà cũng không thể tránh được những cái cái buồn thương trong cuộc đời thì thì đó là cái câu mà cái người này hỏi rằng là muốn hoàn hảo với, muốn sống chung đó. thì cái người đó cái người đàn, đàn ông đó, đó đã hoặc đang có vợ và mình là người thứ hai bước tới với họ thì mới là thì mới có cơ hội nhiều hơn và bây giờ hỏi rằng là hai bên cái hạn mà cùng, cùng có con như nhau thì sao thì cái cái người nữ cái cô kim này này tiểu hạn lại đi vào sát phá tham còn cái anh chàng người nam thì cái đại vận đại hạn cũng ở trong sát phá tham một bên đại một, một bên là đại hạ vận một, ở bên là đại hạn một còn mình là, là 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 tiểu hạn. Thì nó cũng có một cái sự giống giống nhau đó. Nhưng mà phải nhưng mà phải nói là, là cái số của mình nó đã xui cái chỗ đó. Là cái vận của mình đó mình đi rơi vào cái 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 ở chỗ cái cung điện trạch có con tiên phủ đó. Hạn 34 cho đến 43 đó. Mình gặp không kiếp gặp không kiếp thành ra mình bị nói nói thẳng ra là hạn gặp không kiếp tức là hay bị lường gạt người ta đó, hay bị người khác lường gạt mình chứ mình có gạt người ta được đâu mà mình bị gạt thì đây tôi chỉ nói trên cương vị số nha chứ tôi không có nói cái gì mà khác hơn hết thành ra mình phải chịu thiệt mình đã là người ở cái thế thế lùi rồi thì bây giờ mình đã bị gạt thì mình lại còn thiệt hại nặng nữa thành ra thôi và nếu chấp nhận và đơn thân đó thì mình đơn thân đó thì với điều kiện là cái người cái cái người kia mà họ chưa lập gia đình đó, thì mình khó lòng mà, mà mà sống chung lắm trừ khi nếu mà muốn mà muốn không đơn thân đó, thì người đó phải đã và đang có gia đình thì mới sống mà các anh chàng kia có thể đi 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 cái kiểu đi hàng hai thì còn có cơ hội nha Dạ, nhưng mà còn cái còn cái vận còn còn, còn cái, cái vận mà về sau này đó thì tới cái hạn 44 trở ra đó ở cái cung th, cung quan lộc có cơ âm đó, thì mình là mình, mình 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 có tuần mình đi đến triệt đó, thì nó mở được 5 năm sau thì đó là cuộc sống vật chất tương tương đối nó cũng thoải mái hơn rồi sang đến cái cung mão thì nó lại cho mình đó, mở được 5 năm đầu nhưng, nhưng mà cung mão là hạn thế tuế rồi năm năm đầu năm năm sau thì nó cũng tương đương như nhau thôi nhưng mà cái cung dần đó nó mở năm năm sau đó thì đối với giờ những cái con khoa con lộc nó mở cho mình thì mình cuộc sống vật chất mình tương đối nó ổn định từ từ còn cái vấn đề sanh đẻ đó thì cái công tử ở hai bên đều rất khó nuôi con sinh nhiều nuôi ít mà sinh đã khó rồi mà nuôi lại còn khó hơn nữa nên suốt đời hay buồn phiền về con cái lắm cho nên khi sanh đẻ là hãy cẩn thận có chuyện gì là phải đi về do bệnh viện liền tôi thấy ở đây cái công tử này nó có sao thiên hình sao kình dương sao phượng cát Thì ra hãy rất là cẩn thận thuốc thang phải đầy đủ và nếu trường hợp mà sanh được hoàn hảo mẹ tròn con vuông đó thì nếu có thể được đó đem đứa nhỏ mặc dù là tên họ của mình thì dòng mình mình đặt tên của mình thì không sao nhưng mà đem cho nó cho kiếm cho nó một cái bà mẹ nuôi hay là một bà mẹ đã đầu cho nó một cái tên gì đó và gọi nó bằng cái tên đó đó thì đứa nhỏ này sau này còn nuôi dễ dàng hơn còn nếu không thì khó nói lắm thì nói chung là cái số này là cuộc đời khổ về tinh thần về chồng con nhưng mà về vấn đề vật chất sau này thì không đến nỗi nào đâu bây giờ đó thì cái còn vấn đề mà mua nhà cửa kia thì đây là tôi chỉ nói thêm thôi có muốn mua nhà cửa thì cứ mua cái bạn này thì nếu mà có tài tránh nhưng mà cũng cũng chật vật lắm chứ không có dễ đâu hãy cẩn thận mà khi mà mua, mua bán ấy, có chuyện gì trục trặc đó thì cái đó là câu trả lời của tôi. Và mong cô Kim Vy này sẽ thông cảm. Vì tôi chỉ giải thích trên cái cương vị một người dự đoán thôi chứ không phải nhà tâm lý học. Cho nên nhiều khi không có được độ vừa ý, nghe không có vừa ý lắm thì cũng thông cảm cho tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những câu trả lời khác. Xin chào.